cách đây một hai ngày thì thanh hương có cũng có chia sẻ bí quyết đấy ở trên livestream thế thì cũng hôm nay muốn hỏi thanh hương là thanh hương đã sử dụng sản phẩm này chưa và thanh hương nghĩ sao về sản phẩm này và nghĩ sao về cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sự kiện này tôi nghĩ rằng là tất cả những ai tên là con gái tên là phụ nữ tên là đàn bà khi mà nghe thấy cái tên buổi ven ngày hôm nay thì không thể nào mà từ chối được tôi nghĩ rằng là buổi thì quan trọng vô cùng Bản thân mình thì rất là thích ăn bưởi mà Hương nghĩ là ăn cái gì thì nó bổ cái đấy mà rõ ràng là ăn bưởi thì vừa đẹp da mà cũng bổ cả bưởi nữa. Đấy là mình nói vui còn sau đây thì mình nói thật. <laughs> cách đây một vài ngày thì Hương cũng đã chia sẻ ảnh cũng như là video chia sẻ về ngọc nhũ nương ở trên trang cá nhân của Thanh Hương thì mọi người cũng đã xem rồi. Và Hương rất là vui khi có những người mà Hương không biết nhưng mà các bạn có inbox riêng cho Hương nói là chị ơi em thích clip của chị quá. Tại sao em thích và chị nói thật quá, bởi vì sao vì chị uống thật chị dùng thật nên chị mới có thể chia sẻ thật được như vậy à, thì đấy là tất cả những cái điều mà hương muốn nói ngày hôm nay à, hương nghĩ rằng là phụ nữ chúng mình thì cái vẻ đẹp uh, bề ngoài hay vẻ đẹp uh, nội tâm nó đều là quan trọng thế nhưng mà một trong những cái thì quyết định được vẻ đẹp bên ngoài đó chính là bưởi à, thế nên là <laughs> <Nhìn đầy cười> thế nên là hương, hương dạ. nhìn thẳng vào chị linh <cười> <cười> tại vì lại đang trả lời câu hỏi của cả chị linh nữa mà à, thế nên là um, hương nghĩ rằng là mình hãy yêu bản thân mình nhiều hơn này đó mình quan tâm chăm sóc sự, uh, tới uh, vẻ bên ngoài của mình bởi vì hương nghĩ rằng là uh, cái cơ thể của mình khỏe thì mình khỏe không những bên ngoài mà cả bên trong nữa và khi mà chúng mình khỏe thì mình làm cái gì nó cũng tốt có sức khỏe thì sẽ có tất cả mà và ngày hôm nay thì uh, rất là vui khi được uh, tới đây để tham dự sự kiện này và hy vọng rằng là ngọc nhũ nương thời gian tới sẽ trở thành một cái tên không thể thiếu uh, trong lòng của chị em chúng ta và kể cả cánh đàn ông nữa